Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Click My Channel, mình là Hải Quy. Hôm nay mình đang có ở đây là chiếc Samsung Galaxy A8 Mi Line New có giá chỉ là khoảng 12 triệu đồng. Có thể sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao Galaxy A8 mới ra mắt mà lại có mức giá rẻ đến như vậy. Thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay và liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để mua cho mình sản phẩm này hay là không nhá. Điều đầu tiên mình sẽ giải thích là tại sao chiếc máy này chỉ có giá là 12 triệu đồng. Thứ nhất thì đây là hàng Line New 99% chứ không phải là hàng mới 100%. Tuy nhiên các bạn cũng không cần phải quá lo lắng về vấn đề này bởi vì S8 mới được ra mắt thôi cho nên thời gian sử dụng cũng chưa được lâu. Hơn nữa đây là đợt hàng Line New đầu tiên về Việt Nam cho nên là chất lượng máy sẽ rất là tốt. Thứ hai là nó tới từ thị trường Mỹ. Những sản phẩm sách tay tới từ thị trường Mỹ thì thường có giá rẻ hơn là hàng chính hãng, cũng như là những cái máy sách tay từ thị trường Hàn Quốc. Các bạn cũng không phải có lo lắng về vấn đề là máy Mỹ hay là máy Hàn, bởi vì nó chỉ khác nhau là ở máy Mỹ sẽ có dòng chữ là Galaxy S8, cũng như là một vài cái thông tin ở mặt sau mà thôi. Ngoài ra trên thế hệ S8, cả các máy đều không hề có logo của nhà mạng như những cái thế hệ như là S7 hay là S7S, và tất cả các máy thì đều có cùng một mã là G950U, dù là máy của T-Mobile hay là AT&T, Verizon. 4G thì dùng hoàn toàn bình thường ở Việt Nam. Khi mua máy thì Galaxy A8 Mỹ cũng đã được cài sẵn ROM quốc tế có hỗ trợ tiếng Việt và không hề có một phần mềm rác nào của nhà mạng cho nên các bạn có thể hoàn toàn là yên tâm. Nói thêm một chút về phần thiết kế, Galaxy A8 thì có thiết kế là cực kỳ đẹp với màn hình cong vô cực rất là sexy. Màn hình của máy thì có kích thước là 5,8 inch, tỷ lệ 18:5:9 cùng với độ phân giải là 2K. Tấm nền máy sử dụng là Super AMOLED hiển thị màu sắc khá là nịnh mắt cũng như là màu đen được thể hiện sâu hơn. Khi mà tắt màn hình đi thì Galaxy S8 nhìn như là một tấm kính vậy, cực kỳ là đã luôn. Khả năng cầm nắm trên tay của máy cũng cực kỳ là tốt do hai cạnh của máy thì được làm cong. Với 12 triệu đồng thì các bạn khó có thể tìm được một chiếc máy nào có thiết kế đẹp như là Galaxy S8. Hơn nữa về phần cứng, Galaxy S8 Mỹ sử dụng con chip là Snapdragon 835 chứ không phải là Exynos 8895 như là hàng chính hãng ở Việt Nam hay là thị trường Hàn Quốc. Máy sẽ có là 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong và pin là 3000mAh dùng thoải mái trong một ngày. Điểm AnTuTu mà mình có chấm được thì những chiếc máy sử dụng con chip là Exynos thì luôn có điểm số là cao hơn. Nhưng thực tế chơi game thì mình nghĩ là Exynos 8895 không có tuổi so với lại Snapdragon 835 bởi vì GPU trên Snapdragon thường tốt hơn là Exynos. Mình sẽ gửi tới các bạn bài speed test của hai sản phẩm này sau. Tóm cái váy lại là với cấu hình này, S8 không ngán bất cứ tựa game hay ứng dụng nào cả. Ngoài ra khi bỏ ra 12 triệu đồng thì các bạn sẽ có một chiếc máy với cụm camera f1.7 xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại với 12 megapixel ở camera sau cùng với công nghệ dual pixel lấy nét siêu nhanh, và camera trước là 8 megapixel có hỗ trợ công nghệ là autofocus, chưa kể đến những tính năng cao cấp như là khả năng chống nước IP68, bảo mật mống mắt, nút home cảm ứng lực, và đây là những cái tính năng mà những cái đối thủ cùng phân khúc không thể nào có. Điểm trừ duy nhất có lẽ chỉ là cảm biến vân tay một chạm ở phía sau được đặt chưa hợp lý, hơi khó trong quá trình sử dụng. Chốt lại, Samsung Galaxy A8 Mi Line New thực sự là một sản phẩm cực kỳ đáng mua. Nó có một thiết kế quá đẹp trong tầm giá cùng với một cấu hình siêu mạnh là Snapdragon 835 cùng lại 4GB RAM. Hơn nữa mức giá của sản phẩm này lại cực kỳ là yêu luôn, chỉ vào khoảng là 12 triệu đồng. Mình xin nhấn mạnh lại là chỉ 12 triệu đồng cho flagship đẹp nhất và mạnh mẽ nhất của Samsung. Nếu các bạn không phải là một fan của dòng Note thì đây là thời điểm thích hợp nhất để mua về cho mình chiếc Galaxy S8 này. Còn không thì các bạn hãy chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa đến khi mà chiếc Galaxy Note 8 được ra mắt. Các bạn có bất cứ thắc mắc gì về sản phẩm này thì hãy để lại ý kiến cho mình ở phần comment phía bên dưới. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe Click My Channel để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Bye!